8 lời khuyên của cổ nhân như rượu ngon ủ lâu năm, càng uống càng nồng. Tác giả Quang Minh, nguồn dkn.tv. Xin mời các bạn cùng chúng tôi suy ngẫm. Người xưa nói, không nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt. Lại có câu đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Ý tứ là những lời khuyên dạy của người lớn tuổi thường rất hữu ích, đáng tin. Bạn cũng có thể tìm được những lời vàng như thế dưới đây. Lời của người già giống như rượu ngon được ủ lâu năm, càng lâu càng nồng. 1. Hạ không ủ đá, thu không ủ ván, xuân không lộ rốn, đông không trùm đầu. Ban ngày vận động nhiều, buổi tối ít ngủ mơ. Rửa chân trước khi ngủ, uống thuốc bổ chẳng bằng. Ban đêm mở cửa sổ, ngủ một giấc say nồng. Tham mát không đắp chăn, không bệnh mới lạ. Ngủ sớm, thức dậy sớm, tinh thần sảng khoái thay. Tham ngủ, tham chuyện nhiều, thêm bệnh, tuổi thọ giảm. Ban đêm mà nghiến răng, sâu đang bò trong bụng. Suy ngẫm, người xưa quan niệm muốn có thân thể khỏe mạnh, trước tiên cần có một quy luật nghỉ ngơi hài hòa, hợp lý. Ngày đêm luân phiên, tiết trời thay đổi, đều cần phải chú ý tới thân thể. 2. Một ngày ăn hết một con heo, không bằng trên giường ngủ ngon giấc. 3 ngày ăn hết một con dê, không bằng rửa chân trước lúc ngủ. Gối ngủ không chọn đúng, càng ngủ người càng mệt. Tâm ngủ trước, người ngủ sau. Đầu trước gió, ấm áp dễ chịu. Chân trước gió, gấp mời lang trung. Ngủ thì không được ngủ ngõ hẻm, độc nhất gió lùa xuyên qua phòng. Ngủ mà không thắp đèn, dậy sớm đầu không đau. Nếu muốn ngủ được người nhẹ nhõm, không để chân hướng về tây, đầu hướng về đông. Suy ngẫm, có người nói khi ngủ mà chân hướng tây, đầu hướng đông thì cũng tương đương với nhìn mặt trời nhô lên, trái đất chuyển động từ tây sang đông. Nằm ngủ phải để đầu hướng về phía tây thì mới thuận, người không mệt mỏi. Chính là giống như ngồi xe, người ta nếu ngồi ở phía trước mới không bị say. 3. Nghìn lần học không bằng một lần nhìn, nghìn lần nhìn không bằng một lần luyện. Ở lâu nơi sườn núi, không che đường dốc đứng, không kinh qua mùa đông lạnh lẽo, làm sao biết được ấm áp của mùa xuân. Không gánh đòn gánh không biết nặng, không đi đường dài chẳng biết xa. Không ngủ trong chăn không biết tấm chăn rộng. Suy ngẫm, những tri thức học được ở sách vở rốt cuộc vẫn là không đủ hoàn thiện. Nếu muốn thật sự lý giải một sự việc hoặc một người nào đó, nhất định phải có tiếp xúc, phải có thực hành. 4. Không xuống nước, cả một đời sẽ không biết bơi. Không dương buồm, cả một đời sẽ không biết cầm lái. Không lo liệu việc nhà, không biết được gạo củi đắt đỏ. Không nuôi con, không tài nào biết được công ơn cha mẹ. Không sờ vào đáy nồi, tay không đen. Không cầm chai dầu, tay không nhớt. Nước rút đá trồi ra, ở lâu hiểu được lòng người. Người rèn sắt phải tự mình giữ lấy kìm, người trồng trọt cần phải tự mình xuống ruộng. Đốn củi hỏi tiểu phu, treo thuyền hãy hỏi người lái đò. Suy ngẫm, dù làm việc gì cũng đều phải coi trọng phương pháp, coi trọng thời cơ, càng cần phải chính tay mình làm. Đây là trí huệ của người thành công.
đời người. 5. Thà rằng từng đã làm qua, chứ không thể bỏ lỡ. Lần đầu mắc lừa, lần sau sẽ tự khôn. Nước trở về, tích lớp bùn, vấp một lần, khôn hơn một chút. Tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Ngựa già quen đường cũ, người già thông sự đời. Người già không giảng lễ nghĩa xưa, người sau sẽ mất đi nguồn cội. Thịt bò nhai có vị, lời người già đáng nên nghe. Gừng già vị cay lớn, người già kinh nghiệm nhiều. Suy ngẫm, lời của người xưa mỗi câu đều bao hàm kinh nghiệm sống phong phú, hàm chứa nhiều đạo lý sâu sắc, đáng để suy tư. Đạo lý của thế gian, điều bình dị nhất cũng chính là điều to lớn nhất. Điều to lớn nhất ắt phải là điều bình dị nhất. 6. Một điều chính tránh được 3 điều tà. Người ngay trăm tà chẳng dám phạm. Mạnh yếu nhất thời là ở sức, thắng bại muôn đời ở lẽ phải. Một điều phải thông suốt, trăm điều phải hòa theo. Người sợ không có lý, chó sợ bị kẹp đuôi. Trên trời không mây, mưa không xuống. Thế gian không lý, việc không thành. Cây cung thiên hạ đều là cong, lẽ phải trên đời đều là thẳng. Đèn không sáng, cần người khêu. Việc không rõ, cần người nói. Đèn không khêu không sáng, lý không biện giải, không rõ ràng. Vô lý lòng hoang mang, có lý lòng can đảm. Châu không có sức kéo cày ngang, người không có lý lời ngang ngược. Suy ngẫm, có một câu nói gọi là có lý đi khắp thiên hạ. Làm việc nói chuyện chỉ cần có đạo lý, bất cứ nơi nào cũng được hanh thông. Trà ngon không sợ hàng mảnh, chuyện hay không sợ mang ra bàn. Rượu ngon không sợ ủ, người hay không ngại nói. 7. Trong lòng hiểu rõ, ngoài mặt ngu ngơ. Không khoe tài khéo nói, không bàn luận khuyết điểm của người. Người có chí, tre có đốt. Người có quyết tâm vạn sự thành. Người không bền chí, vạn sự không. Người hướng về chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp. Người cần tâm mạnh mẽ, cây cần vỏ cứng chắc. Người dựa vào chí khí, hổ cậy vào uy phong. Núi cao vẫn có chỗ trèo, đường xa ắt có đường đi. Không sợ đường dài, chỉ sợ chí ngắn. Không sợ trăm việc không thuận lợi, chỉ sợ nản chí ngã lòng. Không sợ núi cao, chỉ sợ ta chùn bước. Không sợ học không thành, chỉ sợ không thành tâm. Không trải qua tôi luyện, không thành được hào hán. Suy ngẫm, việc trên đời không thể hết thảy đều như ý người. Cần phải học cách biết đối mặt với phức tạp, bảo trì sự thuần thiện của mình. Khi phải đối diện với thất bại, cũng luôn bảo trì tâm thản nhiên, bình yên. Lúc đối nghịch với nghịch cảnh, cũng nên giữ vững lạc quan, tin tưởng. Hoa mai muốn thơm, phải chịu lạnh. Bảo kiếm muốn sắc bén, phải chịu rèn. Bạn muốn sống cuộc đời sống bình thường, thì sẽ đối mặt với thất bại bình thường. Bạn muốn sống cuộc sống vĩ đại, thì nhất định sẽ vấp phải tổn thương lớn nhất. Cái gọi là thành công vốn không phải xem bạn thông minh bao nhiêu, mà là xem bạn có thể vượt qua được hay không. 8. Thước gỗ tuy ngắn nhưng có thể đo được nghìn trượng. Thiên hạ không có chuyện gì khó, chỉ sợ người chẳng có lòng. Trời không mưa cả tháng, người không nghèo cả đời. Trời không sinh người vô dụng,
đất không mọc cỏ vô danh. Người không có trí bị núi đè đầu, người có trí còn rời được cả núi. Thấy kẻ mạnh không sợ hãi, gặp kẻ yếu không bắt nạt. Trăng khuyết, ánh trăng vẫn không đổi. Tên gãy, độ cứng vẫn y nguyên. Nước sâu, khó nhìn thấy được đáy. Hồ chết, uy phong chẳng mất chút nào. Suy ngẫm, người ta sau khi trải qua một lần thất bại thì hãy nên bừng tỉnh, cũng vì thế mà nhận thức lại chính mình, có thể bền bỉ, kiên cường hơn. Không kể là bạn đang gặp phải ma nạn, thử thách nào, đừng mãi oán trách ông trời bất công, chớ cứ trách người bất nghĩa. Những lời đó chỉ khiến bạn ngã quỵ, không dậy nổi mà thôi. Đời người vốn không có chuyện gì không thể vượt qua, chỉ là người ta muốn hay không vậy. Kính thưa các bạn, trước khi khép lại clip này, xin mời các bạn nghe bài thơ Thơ ngắn về cuộc sống, đăng trên trang uct.edu.vn. Nếu một mai đường đời ta vấp ngã, hãy nhìn lại những gì chân bước qua, rồi sẽ thấy thất bại ở nơi ta. Làm lại nhé, sẽ thành công cuộc sống. Trên thế gian, có mấy ai chịu hiểu, có cảm thông rồi mới có yêu thương. Hay suy nghĩ, khi bức tường ngăn cách, không chan hòa thì cách trở muôn phương. Khi con người xem mình là tất cả, cuộc sống đời dẫm nát khi chân qua. Sống ích kỷ, tình thương không chan hòa thì cô độc, sống hưu quạnh mình ta. Hãy yêu thương cuộc sống ngày hôm nay, sống vui tươi cho hết năm tháng ngày. Vui vẫn sống và buồn vẫn phải sống, đời hạnh phúc khi ta biết dựng xây. Thưa các bạn, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý bạn Trang, quý bạn báo, quý tác giả đã cho phép chúng tôi hoàn thiện clip này. Xin cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái kính chào các bạn.